Xin chào tất cả các anh chị em nha. Chào mừng anh chị em đã quay lại với kênh cá bảy màu của mình. Thì anh em hôm nay mình sẽ gọi view cái khu nuôi bảy màu full gate của mình nha anh em. Thì khu này là mình nuôi được khoảng tầm 10 cái thùng xốp để nuôi bảy màu full gate nha anh em. Thì size này thì thường thường mình size trung với size lớn thì mình cũng nhất chung nha anh em. Thì mình thường thường mình mua, nếu mà mình bán 10k một con, ví dụ anh em mà có mua bảy màu full gate bên mình thì mình sẽ để cho anh em là 10k một con size lớn nha anh em. Thì thằng này thì mình chỉ bán size lớn thôi chứ mình không có bán heater, thì mình sẽ bán cho anh em là 10k một con. Thì hôm nay thì mình cũng là ngừng ship cá nha nè, tại hôm nay dịch bệnh nhiều quá thì mình cũng ngưng. Ngày nay mình sẽ gửi view cái khu nuôi cá của mình thôi chứ mình không có đăng clip để bán cá nha nè, thì anh em cũng thông cảm cho mình nha. Thì cá là mình cũng hiện tại mình còn rất là nhiều nha nè. Cũng còn rất là nhiều cá nha. Thì nhất là cái thằng full ghét này, full ghét với thằng Lutobass, thì chiếc này mình cũng lên cũng được rất là nhiều. Thì cái này là mình nuôi mình bán cái số lượng nó nhiều anh em. Thì cái khu này là mình không có nuôi giống cái này, thì cái khu kia mình nuôi giống, còn cái khu này thì mình cũng nuôi là vừa vừa nuôi đẻ luôn, mình vừa đẻ mình vừa cho nó đẻ mình vừa bán luôn nha anh em. Thì cái khu này đây thì giờ nó tại số lượng mình người mua nhiều quá thì mình không có để cái giống nhiều để mình ép, thì cá này thì mình nuôi mình vừa vừa cho đẻ luôn nha anh em, vừa đẻ luôn hay vừa vừa bán, vừa đẻ vừa bán luôn chứ mình không có nuôi giống ở cái khu này. Thường là mình cái size cũng như cá này là mình mới bán nha anh em, tại cái số lượng á người mua thì nó hơi nhiều, bởi vì mình phải để lại cái này là nó đẻ cho mình gọi một lứa rồi nè nha anh em. Cái này đã đẻ một lứa rồi nè, đó. Cá mà đây mình nuôi là cũng bình thường nha anh em, thì nó cũng không có là oxy gì hết, mình nuôi bình thường thôi, bởi vì con cá mình nó cũng rất là khỏe nha anh em. Đây thì cá mình nó cũng rất là khỏe, size thì nó cũng tương đối nha anh em, size thì cũng tương đối. Thì hôm nay mình ở nhà anh em, hôm nay mình được nghỉ ngày hôm qua nay á, thì mình mất đi đi chích ngừa anh em, thì nói chung là về nó cũng hơi mệt. Thì hôm nay cũng 2 bữa rồi mình không có quay clip cho anh em xem cá của mình. Thì hôm nay mình mới vừa bớt bớt nha anh em, thì mình vậy thì mình sẽ đi cho cá ăn, và mình ngày hôm qua là mình không cho cá ăn luôn nha anh em, thì hôm nay mình mới cho được cá ăn thì mình quay một clip cho anh em xem. Đây là xì pha lô nha anh em, bên đây là xì pha lô nè, xì pha lô, muốn ghét xì pha lô. Bên mình thì cho ăn cám nha nè, cá cá của mình thì cho ăn cám, bởi vậy cá mình thì nó không có sai, nó không lớn mà nó không có ú mà nó không có sung dữ như nè. Thì anh em cho ăn qua bo hoặc cho ăn trùng chỉ thì con cá mình nó sẽ sung hơn. Còn bên đây là gầm đỏ nha nè, đây gầm đỏ bên đây. Bên đây thì mình cũng lựa một số gầm đỏ, bên đây mình đang nuôi để mình bán size 10k, với mình lựa là một số để mình làm giống nha nè. Thì mình cũng đang tính làm thêm mấy cái khu để nuôi cá thêm nữa nha nè. Thì một số này mình cũng đang lựa lại mình làm giống, mình lựa lại mình làm giống nhưng mà mình để cho nó đẻ luôn thì mình cũng bán luôn. Thì nếu mà anh em là muốn mua thì một xe lớn thì mình bán cho anh em là 10k một con, còn mà anh em muốn mua xe tơ thì mình bán cho anh em là 5k một con. Xe này là xe giống nha nè, và nó xe này là mình vừa để giống luôn nè, mình vừa để giống luôn nhưng mà anh em mua thì mình vẫn bán.
này gừng đỏ nha nè, gừng đỏ. Là mình đang đang làm thêm bảy mấy khu nữa nha nè, đang làm thêm mấy cái khu để nuôi cá, thì mình sẽ để là một số giống. Đây nữa này nha nè, đây cũng gồng đỏ luôn. Dumbo màu sắc nha nè, Dumbo màu sắc này, xài này mình cũng đang lựa lại đặng mình làm giống nè. Nhưng mà cái xài giống này thì mình sẽ bán là cho anh em là 10k, 10k một con. Mình đang làm thêm mấy cái khu nha nè, mình đang làm thêm mấy khu để nuôi thêm cá mèo anh em. Thì trứng này mình sẽ lựa là một số cá bự để mình bán xe lớn và mình vừa làm giống luôn. Là Dumbo, Dumbo màu sắc như nè, Dumbo màu sắc này. Nước này nó cũng giờ nha nè, mình cũng đang chuẩn bị gốc cặn nè, gốc cặn thay nước. Đây là cái dòng mà Tiger như nè, Tiger cái này xe giống mình chơi xài cối luôn nè. Đó, xe này thường thường mình cũng để cho anh em là 10k. Nếu mà anh em cần xe giống thì mình sẽ bắt cái giống mình luôn, mình bắt cái giống mình bán luôn. Nó đang đẻ này nè, nó đang đẻ này. Cái số này mình cũng không mấy, tiếng gọi mình bán nó chậm nè, thì dịch đó mình không ship được, thì cái này mình để lại giống hơi nhiều, thì mình vừa làm giống mình vừa cho nó đẻ luôn, mình vừa bán luôn. Đây là Tiger như nè, Tiger size giống nè. Đó. Thì size 5k với size 10k nó khác nhau size nha nè. Thì 10k này nó 10, chỉ size 5k thì nó tầm 6 thôi, chứ nó không có bự như cái size này nha. Mình chiếc này là mình làm giống cá mình xài này sẽ cối luôn nè, Tiger luôn, đẻ này nè, đẻ kinh khủng luôn. Ở đây là dòng mà lắc luôn nha nè, lắc luôn, lắc luôn, xài này cũng sẽ giống luôn nè. Xài này thì mai mốt mình sẽ quay lên, mình sẽ quay là xài 10k, 10k cho anh em về làm giống, thì mình cũng vừa bán vừa làm giống luôn. Còn anh em nào mà thích mua setter thì mình cũng vẫn có bán setter. Số lượng nó cũng còn cũng tương đối nhiều nha anh em, tại hôm nay mình không ship á, thì hôm nay thì cũng có mấy người lại mua, thì lại đây mua thì lựa, ở đây thì lựa thoải mái nha anh em. Thì mình có cái khu khu 5k với khu 10k, thì anh em nào muốn mua size 5k thì lựa size 5k, còn anh em nào muốn mua size 10k thì lựa khu 10k. Nhưng mà cái khu 5k của mình thì nhiều khi nó cũng có cá bự nha anh em, nó cũng có cá bự luôn, thì anh em bắt trúng cái khu nào thì anh em lựa khu đó. Đây nè, cái thằng phun ghép, phun ghép mình cũng còn ok, cũng còn tương đối. Cá này thì cũng có tốt, cũng có bụng hết nha anh em. Đó. Hôm nay mình cũng mệt luôn anh em, mệt trong người thì mình không có quay mấy cái khu kia cho anh em xem, mình chỉ quay cái khu nhỏ này thôi. Đi tới luôn nó cũng mệt cho nè, tại mình đi mới chích ngừa nè, ngừa thì nó đẻ này nè, nó đẻ này. Đó. Thì đi chích ngừa về nó mệt đó nè, nó bị sai thuốc á, thì mình không có đi xuống dưới kia mình quay được, nay mình quay khu thế này thôi. Thì mai mốt mình khỏe thì mình sẽ vớt cái con này ra nuôi. Nè nè, đó. Cái con này. Bên đây nữa nè nè, bên đây thì sai, bên đây là sai 5k nè. Đó. Xem bên kia 5k luôn cả. Đó. Thì anh em mà có thích đó thì gọi đi lựa cho nó ngon, thì anh em đi thì anh em alo cho mình, thì mình sẽ chỉ đường cho anh em đi. Thì
Thì video mình tới đây mình cũng xin kết thúc nha. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Tạm biệt tất cả các anh em.